Xin chào mọi người, mình là Phương Linh. Linh hiện đang là phóng viên VTV4 đài truyền hình Việt Nam. Và Linh thì có một niềm đam mê bất tận với ẩm thực, du lịch và tìm hiểu văn hóa các vùng miền. Với một điểm đến đa sắc màu như Lào Cai thì chắc chắn là Linh không thể bỏ qua được rồi. Vì ở Lào Cai thì có rất nhiều thứ đang đón chờ Linh, như là những bản làng vùng cao Tây Bắc hay là những món ăn ngon và đa dạng. Mới nhắc đến thôi thì đã thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? Và nơi Linh đang đứng đây thì quý vị cũng có thể nhận ra đó chính là Sapa, một địa danh rất nổi tiếng. Nhắc đến Lào Cai thì không thể quên Sapa được. Và trong tập đầu tiên này thì Linh sẽ dẫn quý vị đi khám phá Sapa nhé. Cách thành phố Lào Cai 33 km, thị xã Sapa được bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp, phủ trong làn mây mờ. Sapa hấp dẫn bởi vẻ đẹp hùng vĩ của vùng núi Tây Bắc, với nét văn hóa truyền thống độc đáo và những con người bình dị, hiếu khách. Sapa ngày nay có thể nói là một điểm đến dành cho tất cả mọi người, từ trải nghiệm du lịch cao cấp tới bình dân. Bây giờ Linh sẽ có hẹn với anh Vương Trinh Quốc. Anh là Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về lịch sử của vùng đất này nhé. Em chào anh Quốc ạ. Đầu tiên thì rất cảm ơn anh vì hôm nay đã đến nói chuyện cùng em ở một không gian rất là đẹp này. Anh Quốc ơi, có phải là tiềm năng du lịch của Sapa thì đã được những người Pháp phát hiện đầu tiên khi họ đặt chân đến vùng đất này đúng không ạ? Đúng thế. Người Pháp tìm ra Sapa vào năm 1903. Đấy, theo như là thông tin lịch sử để lại thì là do một cái đoàn thám hiểm của người Pháp đi dọc theo sông Đà và đi ngược lên cái vùng đất này. Thế nên là thượng nguồn người ta tìm ra một cái bãi cát trắng đẹp và đoàn thám hiểm đã dừng lại và người ta thấy cái cảnh quan hùng vĩ và thời tiết thì mát mẻ và người Pháp đã chọn đây là cái trạm nghỉ dưỡng mùa hè. Và trong giai đoạn 1917 đến 1930 thì người Pháp đã xây dựng khoảng 300 cái biệt thự nghỉ dưỡng ở trên Sapa. Dạ vâng ạ. Vậy Sapa đã làm thế nào để vừa có thể hài hòa giữa việc phát triển du lịch lại vừa gìn giữ được những bản sắc văn hóa truyền thống của mình ạ? Thứ nhất là phải quản lý có hiệu lực và thực hiện hoàn chỉnh cái quy hoạch khu du lịch Sapa đã được Thủ tướng phê chuẩn. Thứ hai là phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, phát triển các cái ngành nghề, làng nghề truyền thống thì bây giờ chúng ta chỉ làm sao nó bảo tồn cũng như làm tinh xảo hơn, phát huy cũng như là bảo tồn các cái điệu dân ca dân vũ ở trong các đồng bào dân tộc. Dạ, cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện cùng em ạ, để em có thể được hiểu hơn về miền đất Sapa. Rồi, cảm ơn em. Trải qua hơn 100 năm lịch sử khai thác du lịch, Sapa đã trở thành một vùng đất nghỉ dưỡng với dịch vụ hiện đại nhưng không phá vỡ các giá trị truyền thống. Tất cả bắt đầu với thiết kế của khách sạn này. Chúng tôi cố gắng hài hòa vẻ đẹp của thời trang cao cấp vào với văn hóa bản địa và sử dụng những màu sắc, phong cách đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng cao. Bạn có thể nhận ra điều đó ở quanh tòa nhà này và qua cả những thiết kế đồng phục của chúng tôi. Tôi tin rằng dịch vụ của chúng tôi ở đẳng cấp 5 sao, nhưng vẫn vô cùng gần gũi và thân thiện. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi là những người dân bản địa, và chúng tôi có cả những nhân viên là người dân tộc thiểu số làm việc tại nhiều bộ phận khác nhau. Sapa hiện đại nhưng vẫn giữ những đường nét nguyên bản. Không xa trung tâm thị xã, các bản làng dù tấp nập du khách vẫn giữ những nếp sống cũ. Một điểm đến không thể bỏ qua đó chính là bản Cát Cát. Bản nằm không quá xa trung tâm thị xã và là một nơi sinh sống của những bà con dân tộc người Mông. Tại đây thì tuy phát triển du lịch nhưng mà bà con vẫn giữ gìn những nghề truyền thống của mình và đó cũng chính là nét đặc sắc khi du khách đến đây. Bản Cát Cát nằm bên bờ thác nước Cát Cát, dưới chân là ba dòng suối vàng, suối bạc và suối Tiên Sa hòa quyện. Có gần 80 hộ dân người dân tộc Mông sinh sống ở đây, nằm rải rác trên các sườn núi. Mọi ngóc ngách của bản Cát Cát đều nên thơ và lãng mạn. Vì thế du khách tới đây có thể thuê trang phục người Mông để chụp ảnh. Đây là một gian hàng bán trang phục có hoa văn thổ cẩm.
vừa bán hàng vừa tranh thủ làm tại chỗ. Em là chị ạ. À. Chị ơi, chị đang làm gì thế ạ? Chị làm viết sáp ong làm thị trường ạ. Chị ơi, cái sáp ong này là mình lấy ở đâu hả chị? Cái sáp ong này là mình đi rừng thì mình thái thì mình lấy ở rừng ra, cứ cho vào nó ra một ít thôi. Vẽ một cái tấm như thế này thì mất bao nhiêu lâu ạ? À? Một tấm này là 2-3 ngày mới xong một tấm ạ. Cái này khác nhau. Nhiều hoa văn khác nhau đúng không? Nhưng mà cái này là làm vỏ gối. Làm vỏ gối ạ? Vâng, làm vỏ gối. Cái này là làm gì ạ? Đây mình làm xong rồi mình để đây. À, bó vào tay mình. Như thế này luôn. Sau khi vẽ xong thì mình sẽ phải làm gì nữa ạ? Vẽ xong là mình về nhựa tràn luôn mà. Nhựa tràn luôn thì cho nước xô vỏ ra cái giác ông này xong thì mình phải may tay cái này. Cái này thì mình chỉ may tay. Nhưng mà nhuộm tràm xong là vẫn còn cái sáp ong dính ở đây đúng không ạ? Hay là nhuộm tràm là nó sẽ chảy? Nó nhuộm tràm vẫn để dính ở đây. Nhuộm tràm xong thì mình mới cho vỏ nước xu để cái này mới ra được. Đấy, nó sẽ thành những cái hoa trắng như thế này đúng không ạ? Vâng. Chị ơi, mình làm ra những sản phẩm như thế này thì để dùng trong những dịp nào ạ? Đến ngày Tết 30 thì mình chỉ có 1-2 bộ như thế này mới được. Ai là người dạy chị làm vẽ sáp ong hả chị? Bà ngoại. Bà ngoại ạ? Bà ngoại. Thế là nhà chị là có truyền thống làm vẽ sáp ong ạ? Vâng. Chị có thích cái công việc vẽ sáp ong này không chị? Có chứ. Không biết là em là một người mới này thì có thể vẽ được không nhỉ chị nhỉ? Biết được mà. Thế ạ? À? Thế hay là bây giờ chị vẽ thử cho em xem trước được không để em học sau? Quý vị, đây là tác phẩm của mình vừa mới vẽ xong, nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy là cái đường vẽ của mình thì nó không được thẳng và tinh tế như là của chị So. Nên là mình phải thử để mọi người biết là cái việc vẽ sáp ong này khá là khó. Chị Sùng Thị So là người còn theo giữ nghề vẽ sáp ong được bà ngoại truyền dạy. Vẽ sáp ong là kỹ thuật độc đáo của người Mông nhằm tạo hoa văn lên vải lanh. Với cây bút vẽ cán tre, ngòi bút bằng những lá đồng hình tam giác nẹp lại. Từng nét vẽ hoa văn được chị So tỉ mỉ vẽ lên vải. Khi vẽ, chấm bút vào chảo sáp ong đang nóng đặt trên than hồng, rồi vẽ những nét sáp chảy trên vải. Ngón tay của chị So cũng như những người phụ nữ Mông khác, lúc nào cũng có màu xanh vì dính màu mực tràm khi nhuộm vải. Vẽ sáp ong xong, vải sẽ được nhuộm tràm nhiều lần, phơi khô rồi đem luộc qua nước sôi. Lớp sáp ong bong ra sẽ tạo thành những hình hoa văn sắc nét. Sapa còn nổi tiếng với nghề chạm khắc bạc của bà con dân tộc người Mông. Và để tìm hiểu về nghề này thì hôm nay Phương Linh đã có hẹn với anh Sùng A Tráng ở xã Mường Hoa. Anh đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến nhà anh Tráng nhé. Anh Sùng A Tráng học nghề chạm khắc bạc từ năm 18 tuổi. Nay đã gần 40, anh vẫn gắn bó với nghề này. Trong đời sống người Mông, bà không chỉ làm trang sức mà còn làm bùa hộ mệnh, bảo vệ sức khỏe, xua đuổi tà ma. Để chế tác ra những sản phẩm bạc tinh xảo, đòi hỏi người thợ phải tra nhiều công đoạn tỉ mỉ như đốt lò, nung bạc, đổ khuôn, chế tác tạo hình, chạm khắc, đánh bóng. Nghề chạm khắc bạc thì khó nhất là kỹ thuật gì hả anh? Vòng cổ được bà con người Mông đeo vào dịp lễ Tết, đám ma, đám cưới. Đối với nghề làm bạc, ví dụ như làm một chiếc vòng cổ thì khâu chạm khắc là khó nhất. Nếu mình đánh mạnh quá thì nó có thể nứt hoặc đứt, nên phải có lực vừa phải. Thế thì đeo bạc đối với người Mông thì có ý nghĩa như thế nào hả anh? Ý nghĩa của việc đeo vòng cổ của dân tộc Mông là thứ nhất, đó là truyền thống của người Mông, là bản sắc của dân tộc.
Thứ hai đó là trang sức của đồng bào Mông trong các ngày lễ. Ý nghĩa tâm linh là trẻ con hay ốm đau thì đeo vòng bạc các cháu sẽ không bị cảm. Nghề chạm khắc bạc thể hiện sự phát triển về kỹ thuật và nghệ thuật kim hoàn của người Mông ở Sapa. Cho đến nay, các sản phẩm chạm khắc bạc vẫn giữ nguyên được giá trị và vị trí không thể thay thế trong đời sống của người Mông ở Sapa. Sapa không chỉ là điểm dừng chân nghỉ dưỡng mà còn là nơi để khám phá văn hóa vùng Tây Bắc độc đáo, nhất là các làng nghề truyền thống. Mọi người lên đây nhớ dành thời gian để khám phá hết nhé. Giờ thì Linh nói lời chào mọi người ở đây. Hẹn các bạn ở tập 2. Ở tập 2 chúng ta sẽ khám phá chủ đề ẩm thực Lào Cai nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại.